vụ các tay súng tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City Hall, thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga, hôm 22 tháng 3, tiếp tục có thêm nhiều diễn biến mới quan trọng. Ủy ban điều tra Nga FSB dẫn phát hiện sơ bộ rằng các nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố ở Moscow có liên quan những nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. FSB cho biết các tay súng đã nhận được một khoản tiền đáng kể từ Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mô tả các cáo buộc của Nga nói trên là vô nghĩa và mang yếu tố tuyên truyền, đồng thời nói rằng tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Ông Kirby cho biết, trên thực tế, Mỹ đã cố gắng giúp ngăn chặn cuộc tấn công khủng bố này và Điện Kremlin biết điều này. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ cảnh báo của mình. Chúng tôi không bao giờ muốn thấy những sinh mạng vô tội bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố. Kính chào quý vị và các bạn. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng chú ý. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Vụ tấn công tại Moscow, những kẻ khủng bố có thể được huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 25 tháng 3, hãng tin AIA Novosti dẫn các nguồn tin cho biết, một tháng trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall, một trong những kẻ khủng bố bị buộc tội, Samsidim Fariduni đã đăng ảnh của mình lên mạng xã hội và cho thấy vị trí địa lý ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Moscow, đối tượng Fariduni đã đăng 8 bức ảnh, một trong số đó được cho là chụp tại một đền thờ Hồi giáo. Trong một bức ảnh khác, Fariduni mặc áo khoác màu be, được nhân viên bảo vệ tại Krokus City Hall nhận dạng khi hắn đến để hỏi về phòng hòa nhạc vài ngày trước khi thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, nguồn tin trong lực lượng an ninh cho biết cả bốn kẻ khủng bố đều được huấn luyện tại một trong các sào huyệt ở Thổ Nhĩ Kỳ, cụ thể là ở Istanbul trong khoảng 2 tháng. Vụ tấn công khủng bố nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow xảy ra ngày 22 tháng 3 vừa qua. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, 139 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và con số này có thể tăng lên. Giới chức y tế cho biết, số người bị thương là 182. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công do lực lượng an ninh ở tỉnh Bryansk bắt giữ ngày 23 tháng 3. Chúng đều là công dân Tajikistan, ngoài Samsidin Fariduni còn có Dalerion Miroev, Sidakrami Rachabalizoda và Muhammad Sobi Fayzov. Tòa án đã buộc tội 4 đối tượng tội danh khủng bố. Hình phạt cao nhất của tội danh này là án tù chung thân. Sau vụ tấn công thảm khốc này, nhiều quan chức Nga đã kêu gọi áp dụng trở lại án tử hình. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City Hall. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan an ninh, xã hội và hai khu vực là thủ đô Moscow và tỉnh Moscow. Trong cuộc họp, Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công khủng bố có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống lại nước Nga kể từ năm 2014. Người đứng đầu nước Nga chỉ đạo, dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm, các cơ quan chức năng phải tiến hành một cuộc điều tra một cách khách quan. Công tác hỗ trợ nạn nhân cũng là một trong những chủ đề chính tại cuộc họp. Tổng thống Putin yêu cầu chính quyền các địa phương có cư dân bị ảnh hưởng trong vụ khủng bố, cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể. Theo ông, việc nhiều người tại Nga không phân biệt quốc tịch, độ tuổi và ở nhiều địa phương trên cả nước đã bày tỏ sự chia sẻ, đồng cảm với những nỗi đau của gia đình các nạn nhân và những người bị thương trong vụ tấn công, cho thấy sự đoàn kết, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau của người dân trong những thời điểm khó khăn của đất nước. Và đây là đặc điểm nổi bật của xã hội Nga. Tổng thống Putin đã gửi lời cảm ơn các nhân viên và binh sĩ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB. Bộ Nội vụ, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Bộ Quốc phòng đã bắt giữ những kẻ khủng bố một cách nhanh chóng. Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall gần thủ đô Moscow xảy ra tối 22 tháng 3 vừa qua. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, 139 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công và con số này có thể tăng lên. Giới chức y tế cho biết số người bị thương là 182 người. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Hợp tác quốc tế là điều cần thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng tiến trình đối thoại về vấn đề này đang bị gián đoạn vì các căng thẳng ngày càng leo thang trên toàn cầu. Đây là phát biểu mới được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra ngày 25 tháng 3. Ông Peskov nêu rõ, cuộc chiến chống khủng bố là tiến trình liên tục cần hợp tác quốc tế toàn diện. Nhưng hiện nay, hợp tác không được thực hiện đầy đủ hoặc không được thực hiện. Đến nay, các cơ quan đặc nhiệm của Nga đang độc lập thực hiện những công tác liên quan vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Krokus City Hall, thủ đô Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ,
Hiện Nga không có liên lạc gì với phương Tây liên quan cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố này. Cũng theo ông Peskov, tối 25 tháng 3 giờ Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau khi vụ tấn công xảy ra. Vụ tấn công ngày 22 tháng 3 tại nhà hát Krokus City Hall khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Cơ quan y tế Moscow cho biết, vụ tấn công khiến 182 người bị thương và lo ngại số người tử vong có thể sẽ còn tăng. Cũng trong ngày 25 tháng 3, Cao ủy Nhân quyền Nga Tatyana Moskakova khẳng định cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để tìm ra kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu này. Bà cũng bày tỏ chia sẻ cùng gia đình các nạn nhân, mong những người chịu ảnh hưởng sẽ sớm ổn định trở lại. Tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công ở Krokus City Hall, nhưng Moscow từ chối bình luận về thông tin này. Hãng tin TASS Nga đưa tin, tổng cộng 11 người tình nghi đã bị tạm giữ, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Ngày 26 tháng 3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, ông Alexander Botnikov cho biết nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ nước này vẫn còn hiện hữu. Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ông Botnikov đưa ra nhận định như vậy khi trả lời câu hỏi của báo giới sau khi tham gia hội đồng mở rộng văn phòng Tổng công tố Liên bang Nga. Ông Botnikov lưu ý việc FSB trước đó đã ngăn chặn các âm mưu khủng bố ở các khu vực khác của Nga. Trong khi đó, một nguồn tin trong lực lượng an ninh Tajikistan nói với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga rằng các biện pháp điều tra đang được thực hiện ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan đối với người thân của những kẻ bị buộc tội tấn công nhà hát Krokus City Hall. Nguồn tin hé lộ, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon đang kiểm soát tiến trình điều tra. Tổng thống Rahmon hàng ngày nhận được tất cả thông tin về tiến độ điều tra và các hoạt động điều tra liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall. Nguồn tin nói thêm rằng, trước khi sang Nga, tất cả các bị cáo đều sống tại thành phố Vada, Gitsa và huyện Rudaki của Tajikistan. Theo Ủy ban Điều tra Nga, ít nhất 139 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 vừa qua. Giới chức y tế cho biết số người bị thương là 182 người. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Vụ tấn công tại Moscow ước tính thiệt hại hàng chục tỷ rúp, gần 110 triệu USD. Theo hãng tin TASS, hãng điện tín của Nga, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga có thể vượt quá 10 tỷ rúp, tương đương gần 110 triệu USD. Theo hãng tin RIA Novosti, Ingolstadt là doanh nghiệp bảo hiểm cho nhà hát Krokus City phía bắc thủ đô Moscow, Nga, bị cháy trong vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3 vừa qua. Hãng bảo hiểm này tuyên bố sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo hợp đồng bảo hiểm. Đại diện công ty cho biết công ty sẽ có phương thức giải quyết tổn thất đối với những khách hàng bị tổn hại về sức khỏe hoặc tài sản do thảm kịch này. Khách hàng có thể nhận đền bù từ xa bằng ứng dụng di động Ingo Mobile. Đơn đăng ký của khách hàng cũng được tiếp nhận tại các văn phòng của Ingolstadt. Để cung cấp hỗ trợ tâm lý, Ingolstadt cũng đang mở các cuộc tư vấn với các bác sĩ tâm lý cho khách hàng của mình. Tuy nhiên, Ingolstadt không cho biết số tiền cụ thể được bảo hiểm. Các chuyên gia ước tính thiệt hại ban đầu từ vụ cháy nhà hát có thể lên đến 12 tỷ rúp, khoảng 3.200 tỷ đồng. Chia sẻ với RIA, Hiệp hội Bảo hiểm Nga ARIA cho biết các nạn nhân có thể nhận được mức tiền đền bù khác nhau và tùy vào mức độ rủi ro. Họ cũng cho biết thêm quá trình điều tra cũng như giải quyết sau đó có thể mất tới 2 năm. Được biết, nhà hát Krokus City Hall thuộc sở hữu của doanh nhân Azad Agalarov mở cửa từ tháng 10 năm 2009. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RBC năm 2015, doanh nhân này cho biết ông đã đầu tư 70 triệu USD để xây dựng địa điểm tổ chức hòa nhạc với hơn 9.500 chỗ ngồi. Vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokus City Hall tối 22 tháng 3 vừa qua đã khiến phòng hòa nhạc Krokus bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao. Nhà chức trách Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố. Theo truyền thông Nga, đã có ít nhất 137 người thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga trong vòng 20 năm qua. Đa số nạn nhân tử vong do trúng đạn hoặc ngạt khói hoặc bỏng. Lực lượng cứu hộ đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vào hôm 24 tháng 3. Tuy nhiên, một số gia đình vẫn không biết liệu người thân của họ còn sống hay không. Giới chức trách đang nỗ lực xác định danh tính của các nạn nhân.
Hải Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh Diễn đàn Doanh nghiệp TV để cập nhật nhiều thông tin nổi bật khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại!